thêm một cặp đôi Surus bánh nhỏ nữa nè. Chạy rất là kinh luôn anh em. Đường như thế này mà đi cái bánh size 50-60 rất là nguy hiểm luôn. Và còn lại chở người nữa chứ không phải là chạy 2-3 người. Ê. Đó, đó, đó. Anh em thấy không? Cái bánh có chút xíu luôn á. Ok anh em. Thì bây giờ 6 giờ sáng ha. Một cái chuyến đi Đà Lạt bắt đầu. Rồi lúc mùng 4 Tết thì mình bắt đầu từ nhà mình ở quê mình chạy lên Đà Lạt ha. Thì tầm 100 mấy cây á, mình quên rồi. Ok anh em, thì mình đi 3 chiếc ha. 3 chiếc của anh em mình ở quê luôn. Thì trong quá trình chạy lên Đà Lạt thì có gì vui ha. Mình chắc chắn thì mấy ngày đây rất là đông luôn. Mình thì mình chưa tìm phòng nữa. Tại vì mấy ngày Tết mà tìm phòng thôi cũng mệt nữa anh em. Không biết lên đó có phòng ở hay không. Mà không là trải nghiệm ngủ ngoài đường ở Đà Lạt cho anh em xem luôn. Chỉ là quan trọng cái mấy cái đồ sạc pin rồi thôi anh em. Để có điện sạc pin rồi thôi. Chứ mình lên thì một ngày mình về à. Tầm bữa nay là sáng 6 giờ mùng 4 mình đi phải không? Thì ngày mai mùng 5 tầm chiều 2-3 giờ thì mình sẽ chạy về. Đó, kiểu gì đó anh em. Chứ đi Đà Lạt nếu mà đi có bạn gái hay là người yêu gì đó thì cũng phải đi 2-3 ngày thì nó mới vui. Còn cái này mình đi tour một mình hết thì chắc chắn là đi một ngày thôi cũng đủ chán, đủ buồn anh em. Chủ yếu bây giờ năm nay mình lên là mình để trải nghiệm những cái chỗ mới lạ ha, những cái chỗ chưa từng tới đồ, các kiểu đồ. Ok anh em, thì anh em mình mới ăn sáng xong. Nhưng mà phải ăn sáng nơi nơi xong rồi mới chạy xe một mạch tới Đà Lạt luôn anh em. Chứ mà vừa chạy vừa đói cũng khó chịu lắm. Nhưng mà mình sẽ đi cái hướng đèo đó, chắc là gọi là đèo Đại Ninh. Đi hướng đèo Đại Ninh ha. Chứ cái chỗ của mình đi Đà Lạt thì nó có hai hướng là một hướng về phía Ninh Thuận và một hướng đi ở Đại Ninh lên. Đường hơi xấu một xíu ta. Ở đây đang làm cái gì ấy, anh em? Trước mình đi cái đường ngay đây đẹp lắm. Xây cầu hay là xây cao tốc gì á cũng không gần nữa. Thì mình tới cái khu vực gì chỗ ngay nhà ga Sông Mau, chạy lên một xíu ha. Thì bây giờ đang chạy lên tới đèo. Ok, tí nữa chạy đèo thì mình sẽ quay cho anh em tiếp tục xem ha. Hello anh em. Ôi, mấy cái bạn này
đi Đà Lạt đi đèo mà đi cái bánh nhỏ rất là ghê luôn. Chắc chắn là xe 6265 gì rồi. Giỏi này chạy giỏi 660 rồi. Trời ơi, đi tour mà mình chạy về sao nãy giờ á, mình nhìn bo cu ớ ngang lắm anh em, rất là nguy hiểm luôn. Đó. Đó, muốn lệch cái bánh rồi luôn. Đi đường thẳng thì được anh em, nếu mà đi cái đường xa thì bo cua rồi rất là mệt nha. Chú bánh nhỏ nhưng mà nhỏ cũng phải vừa tầm để chạy cái đủ độ bấm an toàn anh em. Gió hơi sương sương rồi đó, lạnh đôi tay rồi đó anh em. Cái đường này Tết là thấy rất là nhiều cặp đôi với lại nhiều cặp đi Đà Lạt luôn. Wow. Mà con đèo này cũng gắt lắm anh em, có mấy cái cù gắt lắm. Không biết cái đường đèo này là tên gì nữa anh em, nhưng mà nó rất là xấu luôn. Đường may giá quá trời luôn. Khúc bo cua mà nó tưng cái bánh, nhiều khi thực sự là không dám chạy nhanh luôn á anh em. Tưng ghê quá. Đó. Wow. Này chỉ chạy được 50-60 thôi, rất là nguy hiểm anh em, mà chạy 70-80 là chiếc xe tưng ỏi luôn, ỏi mửa luôn á anh em. Đỉ tưng dữ vậy trời. Cái này là đi test phục thì ok á, phục nào dở đi vô là bị xì dầu hay không là biết luôn. Tưng liên tục, tưng luôn. Trời ơi, nhiều fan đi máy lớn lên Đà Lạt quá. Thì ban đầu mình cũng dự định là đem hai chiếc xe này về. Thì mình lấy cái chiếc xe Vinh này đi Đà Lạt để trải nghiệm, chiếc kia đi tour nhiều quá rồi. Đi xe Vinh rồi trải nghiệm rồi cho nó như thế nào anh em. Chứ suốt ngày xe độ hoài lú luôn á, tốn tiền lắm. Đường nào đây nhìn xung quanh cũng đẹp, nhưng mà cây cối thì hơi cháy một chút, hoang sơ một chút. Đi ban đêm thì chắc cũng là nguy hiểm lắm anh em, đường rất là xấu luôn. Đi ban ngày thì còn thấy ok, còn đi ban đêm hơi bị su cà na. Đó, toàn là những khúc may vá không anh em. Đúng là cái phong cách của Việt Nam luôn, đường may vá là vá trời luôn. Ok anh em, thì bây giờ đã tới đèo Đại Ninh. Ủa sao nhiều bạn dừng lại đây quá ta, check in cái gì hay là làm hay là nghỉ mát cái gì đó. Đèo Đại Ninh này nói chung là cũng có khúc đường đẹp anh em, khúc thì cũng đường hơi xấu, hơi quanh co luôn ấy. Đấy, xe cũng đông ha, mấy ngày Tết xe hơi cũng đông, xe du lịch đó. Quanh co vãi, chắc là quanh co luôn. Và cái đèo này đi ban đêm thì cũng nguy hiểm nha anh em, rồi mình nghe nhiều người nói là như vậy đó.
Ủa ghê thế. Đi đâu mà bao cua veo 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 veo. Xe hơi mà thả dốc bao cua thì đúng rồi luôn. Đèo đường rất là xấu luôn anh em. Thì cách đây 2-3 năm về trước thì mình cũng có đi. Đèo cũng lấy cái chiếc Sachi bu xăng lửa đi. Nhưng mà cái thời điểm đó thì mình chưa làm YouTube á anh em. Cho nên mình không có quay cho anh em được. Hơi gồng ghềnh luôn. Đường chạy rất là nguy hiểm. Đó anh em thấy không? Lâu lâu có mấy chiếc xe 17 chỗ vượt xuống rất là nguy hiểm luôn. Cả một vấn đề. Đèo này cũng có nhiều cái mấy cái dốc cua cùi chỏ cao lắm. Ok ok anh em. Thế bây giờ thêm một cặp đôi Suzuki bánh nhỏ nữa nè. Chạy rất là kinh luôn anh em. Đường như thế này mà đi cái bánh size 50-60 rất là nguy hiểm luôn. Và còn lại chở người nữa chứ không phải là chạy 2-3 người. Ê. Đó. Anh em thấy không? Cái bánh có chút xíu luôn á. Chở hai. Đúng nguy hiểm luôn. Đây có bờ hồ đẹp quá anh em. Đây đang ở đèo Đại Ninh ha. Đều ngang qua đây có một cái bờ hồ rất là đẹp. Con cầu nhìn rất là tình yêu luôn. Wow, anh em thấy ok không? Chiu chiu lại chụp hình check in từ xuống nè. Bay lái cảm cảm là lái cảm. Ở đây thì có một cái đường ống nước anh em. Ở đây từ xuống có một cái đường ống nước đắt xuống nhà mình đó để mình tắm rửa rồi anh em. Bò cua uống ghê luôn. Cái là bé dốc nào dốc nấy ám ảnh thiệt chứ anh em. Bò cua đúng gắt luôn. Xe này mà chạy lên cái dốc này là xây mới dên luôn. Thì cái dòng này nghe nói là hay bị xây mới dên đó anh em. Quá mát lạnh. Dính thắng này không á. Từ từ bạn ơi, ủi vô gái là chết luôn các bạn ơi. Hạ dốc từ từ thôi. Lâm Đồng còn 5 cây số nữa sẽ tới Lâm Đồng anh em. Cứ từ từ. Trời ơi là trời, nguy hiểm ghé. Hiểu nghe. À, một cái dốc cua nữa. Phải đi chớn từ số 2, số 1.
có hơi lạnh rồi đó, quá trời lạnh rồi. Vẫn chưa tới Lâm Đồng nữa mà lạnh rồi. Ba ngày Tết bốn ngày xuân, bò dữ quá. Tới tới đây mình nó lạnh muốn chết luôn anh em. Lên Đà Lạt thì không biết sao nữa. Quá trời lạnh rồi. Lúc này đang làm gì, nghe nói lâu lâu nó bị sạt lở đất đá xuống đây anh em. Đó cái đường này nè, sạt lở đất đá xuống rất là nguy hiểm nha. Đang chạy mà đá nó lăn xuống này là sạt lở là quay đầu xe luôn á anh em. Mí nó thiệt chứ. Cháo quá, nắng dội cháo quá thì mình không có thấy cái thứ gì hết. Lạnh quá.